Để con gửi mail cho khách hàng xong cái con chở má đi vòng chơi hả má. Ừ. Sẵn coi món gì ngon ngon cái mình ghé ăn luôn hả má. Hai vợ chồng quý chắc về bển ở lại ăn cơm luôn rồi. Dạ. Hai má con mình ăn gì cũng được, má khỏi nấu cơm ha. Dạ. Má chờ con chút nha, 10 phút thôi. Ừ. Con cứ làm đi, má chưa có đói đâu. Anh, bỏ em xuống. Em đi được mà. Ủa sao hai đứa về sớm vậy? Được rồi, anh biết rồi. Nè, cẩn thận đó. Ủa, cái chân con bị sao vậy? Đưa má coi. Dạ. Lại có chuyện gì nữa à? Dạ. Chân con bị cái gì vậy? Trúc Trà, chuyện gì vậy? Dạ. Dạ không có gì đâu. Con bị té nên gấp vô kẽm gai một chút xíu thôi à. Trời đất ơi, kẽm gai nó rỉ sét dữ lắm. Rồi con đi chích chưa? Coi chừng bị uốn ván đó. Mày ngồi đi. Hai vợ chồng mày chui cái bụi nào mà bị kẽm gai quào chân? À, cái hàng kẽm gai nhà hàng xóm thôi, không sao đâu. Nhưng mà không sao đâu. Có chút xíu thôi à. Hồi nãy anh Quý cũng đã sát trùng cho con rồi, với con có mua kháng sinh rồi má. Thiệt má tình. Yên tâm nha. Thiệt tình, đi đứng sao không cẩn thận gì trơn vậy? Nè, chừng nào nó mần sốt đó, gọi má liền nghe chưa? Dạ. Rồi tình hình bên đó sao mà hai chồng về sớm vậy? Rồi mẹ con có nói gì không? Dạ, thật ra là mẹ con đi nhà bạn chơi rồi, nên tụi con về lần này không gặp mẹ con. Đúng rồi đó má. Thôi nè, giờ cũng đã trễ rồi, hai vợ chồng con xuống dưới rửa mặt cho nó thoải mái đi. Rồi Hiếu chở cả nhà mình đi ăn, bữa nay má không nấu cơm. Dạ má. Ừ. Ê, ngồi đó. Hai vợ chồng chỉ giấu được má thôi, chứ nhìn qua là anh biết có chuyện rồi. Thôi, trước mặt má đừng cho má biết. Má lo lắng cho chị Chiêu Dương. Bây giờ má biết thêm chuyện của chú Trà với mẹ tao nữa, má té xỉu luôn. Anh đừng để cho má buồn. Má mà suy sụp thì tụi mình mệt đó. Không nói với má, nhưng mà hai vợ chồng phải khai thiệt với anh. Giấu anh gì là chết. Và từ đây anh bên em mãi, cho dấu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay anh để đón anh.